Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Bạn gái bí mật bị nghi ngờ xuất hiện trong clip nhập ngũ của Suncree chính là người bạn thân sexy của Jisoo Blackpink ngày nào. Tối ngày 19 tháng 3, loạt ảnh được cắt ra từ video nhập ngũ của Suncree bỗng được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt và gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Theo OnKpop và là trang tin, bạn gái tin đồn của cựu thành viên Big Bang đã xuất hiện chớp nhoáng trong video nhập ngũ của Suncree do tờ Nelson ghi lại. Những cặp mắt cú vọ này đã nhanh chóng soi ra người phụ nữ này đang ngồi trong góc xe đưa Suncree đến đơn vị nhập ngũ và còn ôm một chú chó. Không ít netizen cho rằng người này chính là Yoo Hee-won, nữ diễn viên 20 tuổi là bạn thân của nữ thần Jisoo Blackpink và từng dính tin đồn khi lộ ảnh được cho là ôm ấp Suncree ngay trên đường phố. Netizen còn nhanh chóng tìm ra Instagram của Yoo Hee-won và phát hiện chú chó của người phụ nữ đang ngồi trong xe trong đoạn video rất giống với cuốn cưng của nữ diễn viên này. Ngay sau khi lộ ảnh này được tung ra, không ít netizen Hàn đã vô cùng tức giận vì Suncree vẫn hẹn hò ngay cả trong khi đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Họ vẫn hẹn hò mặc cho những scandal đó. Ôi trời, vậy là cô ấy hẹn hò kiểu người này à? Tôi hy vọng họ được bền lâu. Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen cho rằng người phụ nữ trong xe đơn giản chỉ là thành viên trong ekip hỗ trợ Suncree hoặc một người bạn, một người thân không đáng bị công chúng nhục mạ vô cớ. Netizen Hàn bị hám ảnh rồi. Ôi, mọi người có không biết cô ấy là ai nhưng vẫn khủng bố, phá hại cuộc đời cô ấy như thế. Mọi người bị sao vậy? Để cô ấy yên đi. Người quen hay bạn bè của Suncree thì sao đây? Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy like và subscribe kênh Fast TV để theo dõi những tin tức mới nhé.